Đây mình có 700g ba rọi này. Cắt miếng mỏng mỏng chút cho nai nhanh mềm, cái phần da của nai nó hơi dai, ăn rất là ngon. Rồi mình cho một muỗng canh ớt sa tế, 1/2 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi trộn đều cho nó thấm gia vị. Rồi ướp 15 phút. Củ hành tây 100g, cắt muối. Một ít hành lá cắt khúc. Thêm trái ớt sừng có màu sắc cắt khoanh. Mình dùng 50g lá lốt cắt nhỏ. Rồi cho 3 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh tỏi băm. Rồi xào cho nó thơm. Cho thịt nai vô. Mình xào cho thịt nai nó săn lại. Xào khoảng 3 phút. Sau 3 phút thịt nai nó săn rồi ha. Rồi các bạn cho mình một chén con nước. Rồi nấu từ nhỏ 30 phút cho da nai nó mềm. Sau 30 phút các bạn thử lại cái da của nai nó mềm chưa. Nếu nó mềm rồi thì mình bỏ lửa lớn cho nước nó cạn. Còn chưa mềm thì nó tiếp tục nấu. Giờ mình nấu lửa lớn cho nước nó cạn xuống một chút. Đây là nước đã cạn. Bạn nêm 1/3 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường. Rồi mình đảo lại. Các bạn nêm nếm cho khẩu vị gia đình. Rồi cho hành tây. Đầu hành mình xào khoảng 1 phút cho hành tây nó vừa chín. Đây là món nai xào hành tây lá lốt rất ngon. Anh chị và các bạn làm cho gia đình thưởng thức. Nếu thấy video này hay nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Giờ cho lá lốt, hành lá, thêm ớt. Giờ mình đảo lại 1 phút cho lá lốt nó chín. Rất ngon, rất đẹp ha. Một món nai xào đãi tiệc rất ngon.